Hello everyone, chủ đề hôm nay tôi sẽ nói lại về các quy luật để tạo thành một thuật ngữ y khoa, how to form a medical terminology. Thì chúng ta sẽ có những cái quy luật rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Thì phần này trong những video trước tôi có đề cập rồi, nhưng sẽ có một số bạn sẽ cảm thấy bối rối khi chúng ta cấu tạo thuật ngữ y khoa vào với nhau, đặc biệt là cấu tạo gốc từ và suffix, cấu tạo prefix và gốc từ, thì chúng ta sẽ không có hiểu được hết các quy luật. Thì đôi khi chúng ta ráp một cách ngẫu nhiên thì nó sẽ không đúng, nó sẽ bị sai. Thì hôm nay tôi sẽ dành thời gian để tôi nói lại về phần các quy luật cơ bản để tạo thành một thuật ngữ y khoa, để các bạn từ giờ trở về sau, khi các bạn đã có trong tay một lượng gốc từ và có trong tay một lượng hậu tố, có trong tay một lượng tiền tố, thì các bạn có thể sắp xếp và có thể kết hợp nó theo đúng cái trật tự, đúng cái quy luật mà tiếng Anh y khoa đòi hỏi hay là yêu cầu. Thì thứ nhất, chúng ta sẽ có bao nhiêu cái quy luật, thì chúng ta sẽ có ba quy luật để tạo thành một thuật ngữ y khoa. Quy luật thứ nhất là quy luật đơn giản nhất, chúng ta chỉ cần lấy gốc từ và kết hợp với suffix. Khi chúng ta lấy gốc từ và chúng ta kết hợp với suffix, không cần thay đổi gì hết, thì chúng ta sẽ có được một cái new term, sẽ có một cái thuật ngữ mới. Ví dụ như chúng ta muốn nói về when we want to mention about inflammation of the kidney. Thì khi chúng ta muốn đề cập tới inflammation of the kidney, có nghĩa là viêm thận, thì chúng ta phải nhớ được gốc từ của thận là nephr. Viêm thì chúng ta đã học rất là nhiều rồi, đó là itis. Thì chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau và không thay đổi gì hết. Nephritis. Thì đó là cái quy luật thứ nhất. Quy luật thứ hai thì nó sẽ hơi khó hơn, nó hơi cũng không hẳn là khó mà nó hơi thay đổi, hơi phức tạp hơn một chút xíu. Đó là chúng ta sẽ lấy gốc từ là cái thứ nhất. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp với dạng kết hợp. Dạng kết hợp ở đây là letter O, là chữ O, hai chữ O trong tiếng Việt của mình, và sau đó là suffix. Thì chúng ta sẽ lấy thứ nhất là gốc từ, dạng kết hợp và suffix. Đối với quy luật thứ hai này, thì khi chúng ta muốn kết hợp với giữa gốc từ với hậu tố, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng dạng kết hợp ở chính giữa. Thì đó sẽ dùng cho những trường hợp nào? Chúng ta có một cái ví dụ như sau. For example, when we want to mention about the fixation, you know, fixation of a charge, fixation does mean you put something in a right position and remains is. Thì chúng ta có thể là đặt một cái tình trạng là muốn cố định khớp, tức là mình muốn đặt một cái gì đó vào một cái vị trí đúng và giữ cái trạng thái đó. Thì trong cơ thể của mình thì thường sẽ có cái thuật ngữ cố định khớp, đó là fixation of a joint. Thì khi chúng ta chuyển thành thuật ngữ y khoa, thì chúng ta phải biết được gốc từ của khớp là gì. Gốc từ của khớp là R. Và gốc từ của cố định, cái từ cố định, cái kỹ thuật cố định đó là diesis. Thì khi chúng ta kết hợp lại thì chúng ta không thể nào viết liên tục là aridesis được, nó sẽ bị sai. Mà chúng ta phải dùng dạng kết hợp là aridesis. Thì ở đây chúng ta phải dùng letter O, có nghĩa là chữ O, chúng ta đặt giữa gốc từ và hậu tố. Thì tại sao như vậy? Đến quy luật thứ hai này thì chúng ta có thể nhìn ra rất là rõ cái điểm khác biệt với quy luật thứ nhất. Tại vì quy luật thứ nhất nó sẽ bắt đầu với những cái hậu tố mà thường cái chữ cái bắt đầu nó sẽ là những cái nguyên âm. Ví dụ như nguyên âm tức là A, O, E, U, I, mà bên tiếng Việt của chúng ta học chúng ta hay nói vui đó là uể oải hay là anh ốm em ú ì để dễ nhớ. Còn quy luật thứ hai này thì dành cho những cái hậu tố mà bắt đầu bởi những cái phụ âm. Phụ âm tức là cái những cái chữ cái mà nó không giống như là những cái nguyên âm, thì nó còn lại nó gọi là phụ âm. Ví dụ như là chữ âm T, letter T, letter D, vân vân ha. Thì này nó rất là dễ để cho mình phân biệt. Nói tóm lại, quy luật thứ nhất chúng ta không cần phải sử dụng dạng kết hợp, tại vì cái chữ cái bắt đầu của hậu tố nó là nguyên âm. Còn đối với quy luật thứ hai, chúng ta phải sử dụng dạng kết hợp khi những suffix bắt đầu bởi những chữ cái là phụ âm. Trong trường hợp này, chúng ta đang dùng cái thuật ngữ là cố định, diesis, thì nó bắt đầu bằng cái chữ cái là chữ D, letter D, chữ D. Cho nên là chúng ta phải dùng dạng kết hợp aridesis. Và điều đó cũng rất là dễ hiểu, tại vì nó sẽ tạo được một cái sự thuận lợi
cho mình về mặt phát âm. Khi quá nhiều phụ âm đứng kế nhau thì chúng ta rất khó phát âm, thì phải chen vô trong đó một cái nguyên âm để chúng ta có thể hình thành nên một cái phát âm cho nó mượt mà, nó trôi chảy hơn. Quy luật thứ ba là quy luật này nó sẽ kết hợp hai gốc từ với nhau. Thì cái công thức của quy luật này, thứ nhất đó là gốc từ, gốc từ root number one. Thì giữa root number one và root number two thì chúng ta cũng phải có dạng kết hợp là chữ chữ O, ha, chữ O, letter O, chữ O vào chính giữa hai cái gốc từ đó, và cuối cùng cũng là suffix, cho nên chúng ta có công thức đầy đủ đó là root one, O, root two, suffix. Chúng ta có ví dụ về một cái tình trạng, ví dụ như là viêm xương sụn, thì đây là một cái căn bệnh nó rất là phổ biến, đặc biệt là ở những cái người lớn tuổi. Thì nói tới viêm thì rất là dễ rồi, chúng ta sẽ có cái suffix rất là phổ biến từ những video trước chúng ta đã học, đó là itis, là viêm xương. Thì chúng ta có cái gốc từ mà chúng ta đã học từ những buổi đầu tiên, đó là oster. Rồi sụn đó là chamra. Thì xương với sụn này chúng ta phải ráp lại với nhau. Thì giữa xương với sụn, gốc từ cho xương và gốc từ cho sụn thì chúng ta phải đặt vào một cái dạng kết hợp, đó là letter O, có nghĩa là chữ O, là osteochondritis. Thì đó là ba cái quy luật cơ bản nhất để chúng ta có thể hình thành nên một thuật ngữ y khoa. Cho nên khi có trong tay một lượng từ vựng về gốc từ, có trong tay một lượng từ vựng về suffix, có trong tay một lượng từ vựng về prefix, nhưng mà khi kết hợp lại với nhau, nếu chúng ta không nắm được quy luật mà chúng ta kết hợp ngẫu nhiên, kết hợp tùy hứng, hay là kết hợp mà không có dựa trên cái nguyên âm hay là cái phụ âm của suffix á, thì chúng ta rất là dễ dùng nhầm, đặc biệt là quy luật số 1 và quy luật số 2. Và hy vọng là phần ôn tập lại các quy luật này thì các bạn có thể tích lũy thêm kiến thức để sử dụng tiếng Anh y khoa cho thật là hợp lý. Và phần tiếp theo thì tôi sẽ có một cái bài tập nho nhỏ để các bạn có thể hệ thống lại và có thể thực hành. Thì phần bài tập này tôi sẽ đưa ra một cái thuật ngữ bằng tiếng Việt, sau đó các bạn sẽ hình dung và các bạn sẽ tạo ra cái tên gọi bằng tiếng Anh thông thường, và từ cái tên gọi bằng tiếng Anh thông thường thì chúng ta có thể tạo thành cái thuật ngữ y khoa cho thật là chính xác. Và chúng ta phải chỉ ra được, phân biệt được nó là đang theo quy luật nào, quy luật 1 hay quy luật 2, quy luật 3, và tại vì sao. Thì khi chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn là có thể nắm được và có thể là hiểu rõ về cái cách cấu tạo, cách vận hành của quy luật trong thuật ngữ y khoa. Thì khi chúng ta gặp những cái thuật ngữ khác có thể là chúng ta chưa học tới, chưa biết tới, nhưng mà chúng ta sẽ có cái phương pháp để chúng ta học, chúng ta phân tích và học rất là dễ cho những cái thuật ngữ mặc dù chưa ai dạy chúng ta hết, chúng ta cũng chưa gặp nó bao giờ, nhưng mà để tiếp thu kiến thức mới thì nó rất là nhanh ha. Thì theo mình là như vậy. Thì tôi ví dụ trước một câu, ví dụ như tôi sẽ cho một cái thuật ngữ bằng tiếng Việt. Khi tôi muốn nói về viêm gan, when I want to say viêm gan, you need to use, by using normal English, a inflammation of the liver. Thì khi tôi nói thuật ngữ viêm gan thì mấy bạn phải chuyển thành cái bước đầu tiên là chuyển thành cái tên thông thường ở trong tiếng Anh. Thì viêm gan thì rất là dễ, ai cũng biết, inflammation of liver or liver inflammation. Rồi từ cái tiếng Anh thông thường này thì chúng ta mới chuyển thành tiếng Anh y khoa. Thì lúc này chúng ta sẽ nhớ lại gốc từ của gan là gì. Gốc từ của gan là liver. Gốc từ của gan là Hebert. Gốc từ trong tiếng Anh y khoa là Hebert. Và viêm thì rất là dễ, itis. Thì bây giờ chúng ta ráp nó theo quy luật nào đây? 1, 2 hay là 3? Number 1, number 2, number 3. Thì itis. Thì cái chữ cái đầu tiên của suffix itis đó là letter I, có nghĩa là chữ Y. Y thì nó là vowel, nó là một nguyên âm. Thì cho nên chúng ta chỉ cần sao? Ráp nó lại với nhau và không cần thêm bất cứ cái dạng kết hợp nào vô hết. Thì nó sẽ tương theo quy luật số 1, hepatitis, that means inflammation of the liver, by using normal English, and it means viêm gan in Vietnamese. Và sau đây thì tôi sẽ cho thêm một số cái ví dụ, hy vọng là các anh chị sẽ thực hành và hiểu được phần nội dung này.
The term of. Can you create the medical terms? Let's comment your answers. Please subscribe my channel to see more videos.